Hello, xin chào cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Nếu như mọi người theo dõi mình từ những ngày đầu làm YouTube, những cái video mà đạt những cái lượt xem cao ngất ngưỡng của mình, mình lấy ví dụ điển hình là video làm trắng da body ấy, thì chắc chắn là mọi người cũng đã biết là mình cực kỳ thích những cái sản phẩm mà make up nâng tông da body, bởi vì nó sẽ làm nâng tông da của mình ngay lúc bôi lên luôn. Bên cạnh đó cũng sẽ có những cái thành phần dưỡng trắng da, dưỡng ẩm da. Đó là lý do vì sao mà mình rất nghiện những cái sản phẩm make up da body. Gần đây thì kênh YouTube của mình đã đạt 150.000 subscriber rất là nhanh mọi người ạ. Và mình đã suy nghĩ rất là nhiều, mình phải chọn ra cái sản phẩm gì để giveaway cho mọi người đây. Và ngay trong video ngày hôm nay thì sẽ có lên đến là 3 phần quà giveaway cực kỳ giá trị, cho nên mọi người hãy xem đến cuối video ngày hôm nay để nhận quà cực kỳ lớn nhá. Mình sẽ giới thiệu đến mọi người cái sản phẩm có tên gọi là Cariofree Glass Skin. Cái sản phẩm này thì mình mới sử dụng trong vòng khoảng tầm 1 tháng trở lại đây. Buổi tối mình vẫn dưỡng lotion như bình thường, nhưng buổi ngày mình đã có dùng thêm cái sản phẩm Cariofree Glass Skin này nữa. Và buổi tối nếu như mình muốn đi ra ngoài đường ấy mà muốn có cái làn da cực kỳ nổi bật ấy, thì mình cũng có dùng thêm cái sản phẩm này. Mình đã biết đến cái hãng Cariofree này bởi cái bộ sản phẩm trị mụn từ tinh dầu chảm trà hay là cái gì đấy. Về thực tế là mình chưa thử sử dụng cái bộ sản phẩm đó, cho nên là mình cũng không biết nói là hãng này có tốt hay không. Thế nhưng mà cái sản phẩm này thì mình thấy đây là một cái sản phẩm mới ra, thì mình cũng muốn test thử, bởi vì mình đã sử dụng rất nhiều các loại make up body cho đến là dưỡng ẩm, dưỡng trắng ở trên da rồi, thì mình không biết là cái sản phẩm này nó có mang đến cái hiệu quả trắng da như kỳ vọng hay không. Cái sản phẩm này có tên gọi là Cariofree Glass Skin. Glass Skin thì mình nghĩ cái từ glass thì nó có nghĩa là thủy tinh hay là gương hay là cái gì đó, mang đến một cái làn da mà trắng này, căng bóng như gương, thì thực tế là nó rất là khó luôn mọi người. Thế thì tại sao mà Cariofree này lại có tự tin đến mức có thể đặt được cái tên của sản phẩm này là Glass Skin, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhá. Cariofree này thì là một hãng mỹ phẩm của Hàn. Thực tế thì mình chưa bao giờ dùng các sản phẩm mỹ phẩm của hãng này. Thế nhưng vì sao mà mình quyết định thử sử dụng cái sản phẩm này? Bởi vì mình là một người rất nghiện làm trắng da body. Dưỡng trắng da body và make up body là mình thích lắm. Mùa hè đã đến rồi, phải mặc áo dây rất là nhiều, mặc quần đùi rất là nhiều. Mà nếu như chúng ta có một cái sản phẩm vừa make up da body này, vừa dưỡng ẩm da này, vừa làm căng bóng da và vừa dưỡng trắng da từ sâu bên trong ấy, thì chắc chắn là mình sẽ thử ngay. Đó là lý do vì sao mà bước vào cửa hàng mỹ phẩm, khi mà mình nhìn thấy cái sản phẩm này là mình đã phải mua nó về ngay lập tức, mặc dù cái giá của nó không hề rẻ đâu mọi người nhá. Cái sản phẩm này nó có cái trọng lượng là 300g với giá là 620.000, thì tính ra nó chắc chắn là sẽ có giá cao hơn một chút so với các cái sản phẩm make up da body và dưỡng trắng da body mà mình đã từng dùng. Và khi cầm cái chai này ở trên tay ấy, thì mình đã biết là vì sao cái sản phẩm này nó có giá cả cao hơn so với những cái sản phẩm make up dưỡng trắng mà mình đã từng dùng. Mọi người biết vì sao không? Bởi vì cái bao bì của cái sản phẩm này thực tế là nó trông rất cao cấp luôn. Và cái hãng này theo như mình đọc ở trên website của hãng thì người ta rất tự tin về cái bảng thành phần của cái sản phẩm này. Tất cả những thành phần của sản phẩm này thì đều được in rất rõ ràng ở trên vỏ hộp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ vào thành phần của sản phẩm nhé. Glycerin là một cái chất giữ ẩm rất là nổi tiếng và mình nghĩ là ai cũng biết rồi. Giúp thúc đẩy sự phát triển các tế bào da, bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. Và tiếp theo đó thì sẽ có thành phần là butylene glycol. Cái này thì sẽ giúp giữ ẩm cho da và giúp cho cái kết cấu của sản phẩm này ấy, giảm cái độ nhờn dính. Pentylene glycol này dưỡng ẩm và kháng khuẩn cho da. Ethihacin glycerin thì ức chế sự tăng sinh của vi khuẩn làm mềm da và giúp các hoạt chất trong sản phẩm thẩm thấu vào da nhanh hơn. Cococabrillate đây là một chất làm sáng da một cách an toàn với nguồn gốc thực vật, và còn có là thành phần là titanium dioxide bảo vệ da khỏi tia UV từ ánh mặt trời, tạo lớp màng trắng nâng tông da và che phủ khuyết điểm nhẹ cho da. Vậy thì mọi người sẽ thấy là hầu hết các cái thành phần ở trong cái sản phẩm này nó sẽ có cái tác dụng là dưỡng ẩm cho da này, dưỡng trắng da có nguồn gốc thực vật và giúp làm cho làn da của các bạn sáng từ sâu bên trong. Bên cạnh đó thì còn có thành phần chống nắng cho da, titanium dioxide ấy mọi người. Nó sẽ giúp nâng tông da một cách tự nhiên mà không làm dị ứng da. Về cái bao bì của sản phẩm này ấy, thì mình đánh giá cực kỳ cao nhá. Đầu tiên là cái chai này cầm cực kỳ chắc tay, cái chất liệu nhựa này ấy, trông nó cao cấp cực kỳ, nó là nhựa dẻo ấy. Cái chất liệu in ấn ở trên cái sản phẩm này nó in nổi ở trên cái sản phẩm luôn ấy mọi người. Và các cái chữ ở trên này ấy, thì đều được in cực kỳ sắc nét. Cái cổ chai này thì được bọc một cái lớp hợp kim ánh bạc này, trông cực kỳ sang trọng. Cái điều mà mình thích nhất ở cái chai này đó chính là cái vòi pump. Cái vòi pump này nó cực kỳ tiện, làm cho cái sản phẩm này được giữ vệ sinh tốt hơn. Nó sẽ giúp cho mọi người tiết chế được cái sản phẩm mà mọi người khi mà bơm ra tay ấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái sản phẩm này nó có cái độ trắng, cái độ make up trên da nó cực kỳ tốt luôn. Mọi người sẽ chỉ cần dùng một cái lượng sản phẩm như thế này thôi mọi người này, cực kỳ ít nhá, để làm trắng cho cả cái bàn tay của mình. Mọi người thấy không? Đó,
Tức là cái sản phẩm này nó có cái độ make up body cực kỳ tốt. Bôi lên một cái là nó trắng luôn và nó thấm vào da mọi người này, không hề để lại cái lớp nhờn dính ở trên da. Đây là cái điểm mà mình cực thích ở sản phẩm này. Độ bám của sản phẩm này sau khi mình dùng ấy, thì mình thấy nó bám được trên da khoảng tầm từ 3 đến 4 tiếng. Khi bắt đầu đi chơi cho khi đến lúc mà về đến nhà thì mình thấy cái sản phẩm này nó vẫn bám ở trên da và cái làn da của mình nó trắng rất là đều, trắng rất là thật, chứ không phải là trắng cái kiểu kem trộn mà mọi người bôi lên nó thấy dầu dầu bóng bóng mà nó có vân kem đâu. Nói chung là về cái độ make up body của cái sản phẩm này mình cảm thấy rất rất là thích. Sản phẩm này nó có cái trọng lượng là 300g, thế nhưng đối với cái chất lượng make up ở trên da như thế này ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ sử dụng được rất là lâu. Mọi người chỉ cần sử dụng một cái lượng kem rất là ít thôi thì có thể make up được cho cả cái cánh tay của mình rồi. Khi bôi lên một cái thì sẽ thấy là cái làn da của mình nó trắng lên rất rất là nhanh. Mọi người thấy hai cái cánh tay của mình thì cánh tay bên này nó sẽ trắng hơn hẳn, mà nó trắng thật lắm chứ nó không phải trắng kiểu trắng bệch kiểu coi kem trộn đâu nhá. Khi sử dụng cái sản phẩm này ở trên da thì cái điều mà mình thấy rõ ràng nhất là cái sản phẩm này dưỡng ẩm da rất là tốt. Nó không phải là cái kiểu nhờn rít mà nó sẽ thấm hoàn toàn vào da và mang lại một cái cảm giác mịn ở trên da. Vì cái độ make up da body của nó tốt đến như vậy cho nên là mình nghĩ là mọi người khi mà dùng cả một cánh tay như này ấy, mọi người chỉ cần bơm ra 3 hạt kem rất là nhỏ, mỗi hạt kem tương đương với một hạt bắp thì đã đủ make up cho cả cái cánh tay của mọi người rồi. Không nên bôi quá dày bởi vì mình nghĩ là bôi quá dày nó sẽ gây bí da. Hãng Cariofi này thì người ta chia sẻ là sau khi sử dụng khoảng tầm từ 4 tuần thì mọi người sẽ thấy cái làn da của mọi người sáng lên và đều màu. Mình khẳng định là sau 4 tuần thì mọi người chỉ thấy cái làn da của mọi người sáng lên và đều màu hơn một chút thôi nhá. Nếu như mọi người muốn thấy cái làn da của mọi người bật tông rõ ràng luôn ấy thì mọi người phải sử dụng cái sản phẩm này thật chăm chỉ và đều đặn trong vòng từ 2 đến 3 tháng thì mới thấy hiệu quả rõ ràng nhá. Bởi vì cái sản phẩm này nó không phải là kem trộn cho nên là nó không thể nào mà bôi lên chỉ 1, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần mà nó trắng bật lên. Về cách sử dụng ấy, thì sản phẩm này có 3 cách sử dụng. Đầu tiên là mọi người có thể sử dụng nó giống như là một dạng kem tắm. Mọi người nhớ là kem tắm chứ không phải là sữa tắm nhá. Nó không hề tạo bọt ở trên da. Thì sau khi mọi người tắm sạch sẽ da bằng xà phòng rồi thì mọi người có thể thoa một lớp kem này ở trên da. Nó dạng như là một lớp kem tắm trắng ở trên da ấy mọi người. Mọi người xoa nhẹ nhàng trên da và massage ở những cái nơi mà mọi người dễ bị thâm như là khuỷu tay này, đầu gối này, xoa đều ở những cái khu vực đó và để yên trên da từ 10 cho đến 15 phút. Sau đó mọi người tắm đi thì sẽ thấy nó để lại ở trên da một cái lớp màng ẩm trắng nhẹ chứ không phải là trắng toát lên đâu. Cho nên là trông nó rất là tự nhiên và mọi người sẽ không cần phải tắm lại bằng xà phòng mọi người nhé. Nó chỉ là một dạng kem tắm rất là nhẹ nhàng ở trên da và không hề gây dị ứng ở trên da. Tiếp theo đó có một cách nữa là mọi người có thể sử dụng nó giống như là một dạng kem body mà mình đã hướng dẫn mọi người bôi ở trên da ấy. Mình lấy ví dụ như sau khi mọi người tẩy da chết ở trên da nhá, thì mọi người sẽ apply cái kem này ở trên da giống như một dạng dưỡng ẩm, dưỡng trắng da từ sâu bên trong và nó sẽ giúp make up body ở trên da. Mọi người có thể dùng cả buổi tối và cả buổi sáng, nhưng mà đối với những cái sản phẩm make up da body như thế này ấy, thường là mình sẽ rất hay sử dụng vào buổi sáng bởi vì nó sẽ mang lại cái hiệu quả khi nhìn ở trên da trông rất là sướng. Đó là cách dùng thứ hai. Cách thứ ba là bởi vì cái sản phẩm này nó có cái độ make up body rất rất là tốt cho nên mọi người có thể dùng che những cái khuyết điểm ở trên da, ở trên tay mình. Ví dụ như mình có cái thẹo như thế này nhá, thì mình sẽ bóp một ít kem da ở trên cái bàn tay, sau đó thì mình sẽ xoa ở trên cái khu vực mà mình có cái khuyết điểm đó, thì mọi người sẽ thấy là cái sản phẩm này nó sẽ giúp che mờ cái thẹo này đi. Trong ba cách mà mình đã hướng dẫn mọi người thì mình thích nhất là cái cách là sử dụng cái sản phẩm này giống như một loại kem dưỡng da bởi vì nó rất là tiết kiệm với mọi người. Mỗi lần dùng ấy mình chỉ cần nhấn từ 3 đến 4 lần là đã đủ che phủ cả cái chân của mình rồi. Bên cạnh đó, nếu như mà khi mọi người sử dụng những cái sản phẩm mà có cái độ phủ trắng ở trên da như thế này ấy, nếu như muốn thấm ở trên da tốt thì mọi người chắc chắn phải có tẩy da chết ở trên da nhá. Mặc dù cái sản phẩm này nó là dạng kem chứ không phải dạng lotion nhưng mà mình thấy nó thấm ở trên da rất là tốt và nó sẽ không tạo cảm giác nhờn rít ở trên da. Cái này là một điều cực kỳ quan trọng bởi vì với khí hậu như ở Việt Nam mà vào mùa hè, nếu như chúng ta mà bôi những cái kem nào mà nó quá dính trên da ấy, thì tạo cảm giác rất là khó chịu và nó cũng làm bít tắc lỗ chân lông. Ngay từ lần đầu tiên khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì mình đã thấy nó dưỡng ẩm rất tốt ở trên da. Sau khi mà mình tắm xong ấy thì mình không hề thấy cái làn da của mình nó bị khô, và ngay cả dưới cái phần ống chân của mình ấy, thì thường thường mình rất hay bị nứt nẻ, thế nhưng mà khi sử dụng cái sản phẩm này vào buổi sáng thì mình đã thấy là cái phần ống chân của mình ở phía bên dưới ấy, cái tình trạng nứt nẻ ở cái da nó đã giảm đi rõ rệt luôn. Về cảm quan ấy thì thực tế là mình rất thích cái sản phẩm này bởi vì nó có rất nhiều ưu điểm, nó phù hợp với cái làn da của mình. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng thấy là giá thành sản phẩm nó hơi cao. Cái chai 300g này nó có giá là 620.000 thì đúng sự thật là nó có cái giá cả cao hơn so với những cái sản phẩm thông thường dưỡng trắng da cũng như là make up body ở trên thị trường hiện nay. Vì cái sản phẩm này nó có cái độ make up da body rất rất là tốt cho nên đối với trọng lượng là 300g này, nếu như mọi người sử dụng đều nó cũng phải sử dụng được từ 2 đến 3 tháng. Cho nên so với giá cả thì khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì mình cũng thấy nó khá là tiết kiệm. Vậy là mình đã giới thiệu qua mọi người về cái sản phẩm mới có tên gọi là Cariofi Glass Skin. Và ở cuối video ngày hôm nay, như mình đã chia sẻ là mình đã suy nghĩ rất rất là nhiều
Bởi vì mình rất muốn mọi người có cơ hội trải nghiệm những cái sản phẩm dưỡng trắng da mà nó tốt như cái sản phẩm Cariofi Glass Skin này. Cho nên là ở cuối video ngày hôm nay thì sẽ có lên đến là 3 phần quà giveaway nha mọi người. Mỗi phần quà thì sẽ là một chai dưỡng trắng da body Cariofi Glass Skin. Thể lệ tham dự giveaway lần này như thế nào thì như thường lệ mình sẽ đặt ở ngay bên dưới phần mô tả của video. Mọi người nhớ tham gia nhá, bởi vì phần quà này là một phần quà rất là giá trị và sản phẩm này cũng là một sản phẩm mà mình rất là thích. Mình rất muốn gửi tặng đến mọi người, những bạn nào may mắn nhận được phần quà giveaway thì mọi người có cơ hội trải nghiệm một sản phẩm tốt như là sản phẩm Cariofi Glass Skin này nhá. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này thì đừng quên để lại cho mình một lượt like, subscribe và đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Và nếu như mọi người có cảm nhận gì về sản phẩm này và mong muốn mình review về những sản phẩm mới nào thì cũng đừng quên bình luận ở ngay bên dưới cho mình biết nhé. Mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.